được mời lên hôn trường của chúng ta ngay giờ phút này sự xuất hiện của cô dâu. Ông Ben và bà Vương. Ông bà lúc nào cũng là người dìu dắt con trên mọi con đường. Thì con chỉ muốn nói là con thay mặt gia đình con cảm ơn ông bà rất nhiều. Người thứ hai mà Thịnh muốn gửi lời cảm ơn đến tất nhiên là người phụ nữ mà quan trọng nhất trong cuộc đời của Thịnh, đó chính là mẹ của Thịnh, là Nguyễn Kim Hoàng. Để có được ngày hôm nay thì không thể nào mà thiếu người mẹ đó được. Cho nên con xin cảm ơn mẹ rất nhiều mẹ. Và Thịnh cũng xin cảm ơn ba mẹ của Trang đã cho Thịnh một cô vợ rất là tuyệt vời. Con cảm ơn ba mẹ rất nhiều.